Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đồ họa hiệu ứng kỹ xảo podcast video. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 với hơn 50 học viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, các trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thông các huyện, thành phố, công an tỉnh, các sở ngành. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kỹ năng sản xuất video ngắn, TikTok, YouTube, Shop, thiết kế đồ họa cho lĩnh vực báo chí truyền thông, thực hành kỹ xảo, hiệu ứng trong quay dựng video và viết tít, sapo đối với một tác phẩm báo chí. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí gặp gỡ trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ đến phương thức làm báo hiện nay.